Em xin chào các anh chị nhé. Em đang đứng tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Em xin giới thiệu mọi người một lô đất cách cái vị trí con đường trục chính của xã Gia Đức này khoảng 30 m. Con đường em đang đứng đây chính là con đường song song với đường liên xã 1179 từ Gia Minh, Gia Đức, Minh Đức nối quốc lộ 10. Thì vị trí lô đất bắt đầu từ phần tiếp giáp giữa cái nhà bên này và mảnh vườn này, bắt đầu từ cây cột điện đây. Mặt tiền của lô đất rộng 6,25 m, sâu 33 m, tổng diện tích là hơn 200 m². Con đường hiện đang được nâng cấp mở rộng 5 m, dự kiến sẽ được hoàn thành trong tháng 9 này. Để biết chính xác vị trí của lô đất, giá chào bán và được đi xem đất thì mọi người hãy liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình để tư vấn và đi xem đất. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những sản phẩm tiếp theo.